Hello mọi người, bây giờ là mình xuống mình bắt cua. Đó. Bây giờ mình quay cảnh tối không biết có xa có thấy đường không, nhưng mà để mình xuống mình nè. Đây là đèn đây. Rồi dưới đó nó có cua hay không? Này. Cái này nước hơi sâu nhưng mà chỗ khác thì nó cạn. Chỗ đó nó coi cái cầu, cho nên là mình đi qua đã thử rồi nó như thế nào. Tối người ta không cho qua đây. Cái là hành trình đi bắt cua nha. Này nước gió với mưa cho nên là không biết có hay không nữa. Đúng rồi, cái chỗ này nếu mà không có mưa gió chắc là mình có thể mình thấy rõ ràng hơn. Bây giờ cho nên không biết. Đằng sau mấy cái khách sạn hotel ở trên đây. Đây là cái chỗ mà ta đi đường. Cái cầu này nó cho đi quần đêm. Ở đây nó sâu quá, bỏ xuống được, ở đây nó sâu bỏ xuống được. Đây nè, bỏ rồi. Đang làm mồi đây. Đây bắt được con nào không? Ha, mấy con cua nhỏ xíu nè. Bắt để đây chơi gì đó, hoàn hảo nữa nè. Nguyên cục này luôn đá nè. Để xuống đây không, xuống đây không. Không rớt quá. Dạ. Không rớt không là trải nghiệm mất cua. Không vậy được rồi, này có cua xuống hay nó vô á. Ở này là should have bring a zip lock. Zip tie, zip cái là dính luôn. Oh shoot. I go down this way, come back up and like maybe just tie it off. Đang làm mồi. Oh no, just tie. Này bắt giết con bự thôi là mình mừng chết. Alright. Oh, should be good. Should be good. Oh, let's try to get a long piece. You know how to do like one of those new knots, but like. Càng càng tốt. Càng càng tốt. Thì đây bọn chắc tay bỏ. Càng tốt mới. The more can is the better it is. Có cái dây dài dài á. Cái dây mình là maximum dài được không? Cái này tới đáy biển cũng được mà. Sao? Ok, sao hả? Không biết cái này xuống không dây vậy nè. Alright, let's do it. Yeah, let's do it. You gotta feed the family, y'all. Này là let's feed the family. Got a good grip and everything. Hey, right here. Don't go over there. Đây này, đây. I think they got the corner right there. Nó tản ở đây rồi. Try to see how far it goes. Nó mà xuống nó mà vẫn thấy cục thịt là biết rồi đó. Không phải luôn. Biết rồi, không phải là. That's it, right? Oh, yeah. Oh, that's good. Yeah, right there. Oh, that's good. That's good. That's really far. You don't see nothing. That's good. Cho nó đợi mấy phút. Tắt đèn đi. 10 phút rồi, còn nửa tiếng. Đợi con nửa tiếng á. Mẹ, ông ai đưa 15 phút, 10 phút rồi, 5 phút rồi. Cột dưới đây nè. Nó đừng có cột thì không được kéo lên cũng được. Kéo okay. Kéo nè. Now we wait. Làm cho đi wait. Giờ chỉ chờ thôi. Không là đây. Nguyên nhóm đi trải nghiệm nè. Trời ơi, bả cũng qua đây nữa. Cái này là cái này là vui là chính nè. Cái này đi chơi vui là chính. Nếu mà dính thì vui. Giống con cá vậy nè. Phải không? Nó dướng à? Đâu, hả? Nè, cá nè.
Ủa sao nó dưới này hay sao vậy? Nè, có cá nè, thấy không? Thấy con cá không? Con cá bị chết rồi. Ồ, chết rồi hả? Chết sinh rồi phải không? Không biết sinh. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Chắc nó bị đánh nước lên đây, cái nó bị trôi dưới dưới. Sao không? Sao không? Sao không? Cũng còn chắc bật tới cổ mình. Hả? Tiếc xúc. Đấy, biết. Nãy em lấy cái vợ em thọt xuống mà còn sâu lắm. Quỳ. Con miếng đi ra không thấy mà. Ủa? Ồ, vậy thấy thật hả? Thấy con thật hả? I can't see. You can't see. Oh, you can't see. Okay. Are you tying it? How about you just tie it to that the thing for safety? Just give it a point. Yeah. Put over there. Cái này họ nó dỡ lên nữa, dỡ lên được. Họ lên chứ. Mà thấy người mình. Này hôm nay đi bộ thấy con sứa bự hơn. Đúng cái này nó không sâu lắm đâu. Cái này mà cái này mà đến đó là đâu sâu lắm đâu. Ủa cô giống cô xanh quá hả? Đây đâu diện sứa, sứa sứa nằm góc cái đó nằm đây. Trên phía nằm đây. Cái này đúng không có sâu, cái này đúng ra đi có thể đi xuống được á. Jellyfish nhiều quá mày ơi. Chết rồi. Đâu, bên kia. Chết rồi. Nó chết đi. Nó chết rồi. Ôi giống người có ruột luôn hả ta? Cái câu lên anh làm gỏi vậy đó. Ừ đúng rồi, bắt lên đi. Đâu làm gỏi được. Đâu, no, sứa sứa làm gỏi được. Ừ, bắt lên lấy liền, lấy giờ này nhớ lên. Được hả? Cái đâu sứa trong này thì được, nhưng mà sứa người ta làm gỏi hoa. Lấy vợt này nè, vớt lên. Let's test it out. Let me see. Nè lấy cái vợt vớt lên đúng rồi, cái vợt này vợt nhỏ đâu. Bự quá, nè ăn được không ta? Này không được quá. Tô này nó có người thân người luôn nè. Đâu coi thôi nha, đừng có ăn, đừng có đụng nha. Đúng đúng nha. Ngứa lắm á. Nó đúng poison á. Đâu con này ăn không được đâu. Tại con này thấy có ruột là ăn. Đầu tiên thấy ruột rang nó luôn kìa, ô nó cùng ghê kìa. Wow. Thường thường các con mà nó trong queo con này chết rồi. Ồ, chết sình lên hay sao? Ừ, nó sình lên rồi. Cứng lắm à. Wow. Đây nè, đây quanh mô đâu đây nè. Con đã chết rồi. Bỏ vô strap. Đúng rồi, bỏ cái này vô nó còn có ăn nữa, ăn kìa. Mùi á, cái mùi nó đó. Cá đó hả? Nè nè nè, bỏ vô, đúng rồi. Lấy lên đây, lấy lên. Đồ thúi quá. Nó cũng nổi ra thôi mà gọi cho anh. Mà bỏ thúi nó cũng nổi ra. Gì gì bỏ thả thúi nó nổi ra. Em đi con khui đồ quá. Em mà kia cá lên nổi đi. It float anyway. Cá nó chết. We have to tie up and get a bottom. Lấy lên, lấy lên. Lấy cầu cầu quăng đi. Dạ, em muốn cái lên thử không? Ai cái lên thử nè, lucky không nè. Mà lo. Thôi chưa có, nhanh lên. Không có. Bỏ xác này nè, xác đây cũng được hết. Đó. Thì nên nó sống không đánh vô hả? Ừ. Jellyfish chẳng địa đó nữa kìa. Đó, đó gì đó? Jellyfish. Cái đèn hèo đi. Để 50 phút rồi đến. Ô. Nè, con này bự hơn nè. Nó càng ngày càng bự nha. Càng sâu cái ra rồi. Wow. Đúng rồi. Đúng rồi. Thử đi. Ai muốn thử đi. Không có chưa hả? Bên này chắc không có. Maybe kéo qua bên đây. Có nè. Chứ nó chui vô khô nè. Ở đây bọt không nè, đây bọt biển nè. Khô nè, mát. Chắc này khô nè, chắc nó chui ra nhiều á. Nó bị đập, nó đánh vô hả? Yeah, đúng rồi. I think they stay next to the cave. Wow, bắt nãy dưng 13 con rồi ha.
Sắm con rồi. Yeah, mỗi người con được rồi. Đó, chưa ra nữa. Chưa chịu ra nữa. Ok, one out. Nhà đã đó. See you hold the back leg, no problem. Oh, 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 broken leg. Oh man, you broke one of the leg, man. Hey man, he's strong. Hey man. Hey. Wow, back leg to work, man. Don't be there. Không, bắt này chơi thôi à, hỏi thả lại mà. Bắt chơi thôi mà, này bắt chơi thôi mà. Chơi trả lại. Trời, mình trải nghiệm này xuống bắt chơi thôi à. Chứ mình đi câu cá kìa. Mình kéo cái vợt lên nha. Cầm đi. Bên đây có đèn, để rồi. Cái nhẹ quá, không dính rồi. Không dính. Why don't you just set it up on the same area then? Trời ơi, con này vừa nè, vừa sai luôn nè, nó này vừa sai chắc luôn nè. Trời ơi. Oh my god. Oh my god. Này đúng nè, này đúng sai nè. Good sai. Nó bỏ nó xuống cho nó bỏ ra đi, bỏ ra. Nó bỏ luôn. Bỏ này. Ấy, chụp hình coi. Oh, this one is big. Vậy đây có bự à. Bỏ tay ra nó thấy nè. Mày đây nè. Bự không? Wow. Cú băng. Size your face man. Oh man, nó kẹp bự à. Con này bự ghê. Cú băng mặt lắm á. Oh my god. Wow, oh my god. Con này là sai đúng sai luôn á. Này đúng keeper luôn á. Yeah. Ok. Con này là chắc chắn là mình mà bắt không có bị phạt. Nhỏ hơn con này sẽ chắc chắn bị phạt. Ok, bỏ vô thùng nha. Kéo ra. Yeah, con nè, nó nói con đó là gớm như thế. Nó muốn đào sâu, cái đào sâu được không? Bự không? Con này khác nữa. Con này ngon hơn nữa. Con này càng bự. Nó gọi là càng bự. Con này ăn bao nhiêu thịt lắm ạ? Con bự không nhỏ. Bao nhiêu thịt lắm ạ? Wow. Con này stone crab hả? Dungeness crab hả? Oh, dungeness crab, con nhỏ vâng. Hay quá. Wow, không ngờ ngon ha. Cái này mà có mấy. Đi qua kia coi. Let's tie it. Yeah, bring it up and see what happens. Nhờ con cá nó thu cuối nè. Kéo thử rồi. Tay nào hơn, kéo thử rồi. Này. Vậy nằm thôi kìa. Nó rung rinh kìa. Rung rinh kìa. Thẳng lên. Ba con. Tìm. Vô mắt rồi. Oh my god. That's the new record, dog. Mấy chục người, đúng rồi. Look at that show. Đây. Bỏ vô đi. Lật ngược cái ra vô à? Bỏ vô, cho nó ra đi. Cho lật ngược ra. Có bò bắt rồi đó, cho nó ra bắt thôi. Oh man. That's not bad, man. Yeah. No. Lần ngược mới ra được mà phải không? Yeah, look at that, man. Flex. Oh, no. Grab it. Oh, okay. Okay, bỏ vô. No, right here, back. Hold the back leg, no problem at all. Hold the back leg. Oh, con này nó non. No candy feet, bro. Con này non mà. That's okay. No, not that far, man. Ở cá, cái cồn á. Ê. Ê, đừng có dở ha. Quỷ à. Bỏ lại vô cũ. À. Big hả? Chỗ này chỗ hơn nè, chỗ này nãy giờ ngay góc luôn nè. Đã góc nơi sân còn. Rồi thì nó vô sát cái góc. Rồi, hai chim cọp. Để đây xong cái dây nó lên đây. Look at him.
đó, đã không? Ba bốn con rồi. Hả? Ba bốn con. Wow, lucky one. Đơn giản nghe không? Cần cục thịt, chỉ cần cục thịt quăng ra thôi. Yeah, cứ để vô vòng đó, cứ đi. Nè đây nè, đây còn nhiều nè, cứ cột vô hết rồi quăng đầy đi rồi điện thoại mình xuống mình kéo lên từ từ. Chở từ từ lên hả? Ờ. Đó, thịt nè, thịt này còn nè, giờ để đây cũng quăng thôi. Được con cá nữa nè. Bao nhiêu được bao nhiêu? Thành. Cá đục fish. Này nhập lại à? Tiếp này.